Chào mừng các bạn đã đến bản tin 24 giờ. Sau đây phần tin: cụ ông 104 tuổi, chân dao chỉ cả đời không đi vừa giày dép. Dù đã sống qua hai thế kỷ, nhưng hàng ngày cụ Nguyễn Đình Phương sinh năm 1912, xã Huyện ở tỉnh Bắc Ninh, đờ đơn làm việc, chưa phải nhờ con cháu. Hiện cụ sống với cô con ấy út là Nguyễn Thị Thiện trong căn nhà khăn trang ngay cạnh trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Bước sang tuổi 104, nhưng cụ Phương vẫn hồng hào, nói năng minh mẫn, đôi mắt và nhìn rõ mọi thứ. Sinh ra và lớn lên trong cảnh chiến tranh loạn lạc, từ nhỏ cụ Phương đã gắn với ruộng đồng. Năm 19 tuổi, cụ kết hôn với bà Nguyễn Thị Nhớn sinh năm 1931, có với nhau 10 người con, thì 4 người mất vì bệnh tật. Mặc dù gia cảnh nghèo, nhưng cụ vẫn cho các con học đến nơi đến chốn, đã đều có công nghiệp ổn định. Đến nay con cái đã trưởng thành, người kỹ sư xây dựng, người y tế, bộ đội về hưu. Người con lớn nhất của cụ đã 82 tuổi và người con út cũng ngoài 70 tuổi. Hôm chúng tôi đến thăm nhà, các con cháu cụ vừa tự động đông đủ, mái tóc đều bạc trắng, cả những một điểm chung là đều khỏe mạnh. Điều đặc biệt là nhiều người ấn tượng ở cụ Phu với đôi bàn chân giống ai, có nghĩa cụ là người đều duy nhất có đôi chân gieo chỉ, còn sót lại ở miền Bắc Kinh. Bàn chân khổng lồ với hai chân tay xòe ra, mắt đặc trưng của bàn chân người gieo chỉ. Cụ ngồi phải luôn duyết hẳn hai chân ra, chứ ít khi khoanh chân lại vì bàn chân quá to. Tôi cũng phải công nhận rằng cụ có sức đề kháng rất tốt, dù thời tiết thay đổi vào mùa thế nào cụ không ảnh hưởng gì tới. Chỉ nhớ cụ rất là minh mẫn, cụ vẫn thể cho mọi người nghe, đứa con cháu trong nhà. Nhiều người hỏi tại sao cụ lại khỏe mạnh được như thế thì tôi cũng không biết thể là thế nào, bà Nguyễn Thị Thiện, con gái út của cô, thổ lộ. Là người trực tiếp chăm sóc cụ Phương Thiện cho biết, vài năm trước tuy tuổi cụ đã đa tập với tập thể dục, cụ bảo như thế và khỏe mạnh vừa hoạt bát. Bà Thiện nói, có lẽ ông sống nhờ chế độ ăn uống, sinh hoạt đều đặn, mỗi bữa cụ đều ăn hai chén cơm, ngày ngủ 8 tiếng, sáng dậy sớm. Nói về bí quyết sống lâu, sống khỏe, sống đẹp, cụ Phương cười yếu tất, chẳng vì gọi là bí quyết mà chỉ còn là điều độ. Sáng thì cụ chịu vận động khỏe mạnh, nhưng đều như mọi người chỉ có con gái lo bữa ăn chu đáo, chắc tôi không có sức khỏe như vậy đâu. Còn con trai cụ, ông ngạc nhiên thì bảo, cha tôi sống thọ là nhờ tuổi và trẻ vận động nhiều. Vả lại ông không hề uống rượu bia và hút thuốc lá hay một bất cứ cái gì. Dù bước đau của 104, nhưng cụ vẫn duy nhất là bị bệnh viện là 50 năm về trước do tai nạn ngã cái chân. Từ đó, cụ chưa từng đi bệnh viện, cũng không phải uống thuốc bất cứ là thuốc nào. Mỗi bữa ăn được hai bát cơm, còn đi được nhiều việc sinh cá nhân, cụ vẫn lo được nhờ hạnh phúc ấm tiên, nên còn họ cùng con cháu. Chúng tôi hạnh phúc lắm, bà Thiện nói đã chia sẻ điều này. Cảm ơn các bạn đã đến phần tin vừa rồi. Và hẹn những phần tin tiếp theo trên kênh YouTube của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những phần tin tiếp theo. Xin chào.